Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Cảnh báo: uống nước buổi sáng độc hơn thuốc diệt chuột nếu không biết điều này. Quý vị thân mến, nước chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì chúng chiếm đến 70% cơ thể chúng ta. Nếu nhịn ăn, bạn vẫn còn khả năng sống sót từ 2 đến 3 tuần. Thế nhưng nếu bạn nhịn uống, thì con số này chỉ là 2 đến 3 ngày mà thôi. Điều đó càng cho chúng ta thấy nước quan trọng như thế nào. Và đặc biệt hơn, khi được uống vào buổi sáng, thì nước sẽ chính là thần dược quý cho cơ thể, cung cấp năng lượng cho cả một ngày hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay, có rất nhiều người vì nghĩ rằng uống nước lọc đơn thuần thôi thì sẽ vô cùng nhàm chán, nên đã biến tấu đi, uống thêm cả những loại nước khác. Đây là một thói quen vô cùng nguy hiểm, độc hại và là cách chúng ta hủy hại sức khỏe của mình nhanh nhất, ngắn nhất. Cụ thể có 6 loại nước sau đây, tuyệt đối không được uống vào buổi sáng, nếu không muốn tự hủy hại gan thận, đe dọa mạng sống, suy giảm tuổi thọ. Mời quý vị cùng đón xem. Theo các chuyên gia, uống nước vào buổi sáng là một thói quen rất tốt và vô cùng có lợi cho cơ thể chúng ta, giúp bạn thanh lọc cơ thể, hạn chế được các bệnh về huyết áp và tim mạch. Tuy nhiên thực tế, buổi sáng vừa thức dậy, không phải uống nước gì cũng tốt. Cụ thể với những loại nước sau đây, bạn tuyệt đối không được uống sau khi ngủ dậy. Đầu tiên, tuyệt đối không uống nước đá lạnh. Buổi sáng chúng ta thường có thói quen tập thể dục đúng không nào? Và sau khi tập xong thì nước đá chính là một lựa chọn hoàn hảo, đặc biệt trong ngày hè nóng nực. Tuy nhiên thói quen uống nước đá vào buổi sáng, bất kể trong mùa hè hay mùa đông, đều không tốt cho sức khỏe. Và thói quen này là thói quen mang tính phản khoa học dinh dưỡng. Khi mới ngủ dậy, cơ thể chưa hoạt động bình thường ngay được. Việc uống một cốc nước đá lạnh sẽ gây tình trạng co mạch máu của niêm mạc dạ dày. Điều này gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và làm kích thích tiêu hóa, tăng tốc nhu động đường ruột, thậm chí gây đau bụng nhẹ, tiêu chảy hoặc nặng hơn là gây đau dạ dày. Đối với phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt, thói quen uống nước đá có thể gây ra tình trạng rối loạn kinh nguyệt, gây đau bụng kinh. Ngoài ra, thói quen uống nước đá cũng gây ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của hệ thống sinh sản của phụ nữ. Khi chịu tổn thương kéo dài, có thể gây vô sinh. Đối với đàn ông, uống nước đá ảnh hưởng đến sự phát triển của tinh trùng, gây thêm các bệnh về viêm mũi, viêm họng, thanh quản, phế quản, abidan, cảm cúm, cảm lạnh. Ngoài ra, nước đá còn gây ra tình trạng tắc nghẽn mạch máu, co thắt đột ngột, giảm huyết dịch, tạo các điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh phát triển. Do đó, uống nước đá lạnh vào buổi sáng khiến bạn bị đau họng, nói khàn, cảm lạnh, ho và nặng hơn là bị các bệnh viêm thanh quản, viêm phế quản, lâu dần có thể dẫn đến bệnh mãn tính. Thứ hai, không nên uống nước đun sôi để nguội lâu ngày. Nước đun sôi là loại nước được sử dụng nhiều nhất. Bạn có thể tin tưởng dùng nước đun sôi an toàn, điều này đúng. Nhưng đó chỉ là với nước chúng ta đun sôi và sử dụng ngay trong ngày. Khi nước đun sôi để lâu ngày không hề tốt cho sức khỏe của chúng ta, bởi vì các chất hữu cơ có chứa nitơ trong nước tiếp tục chuyển hóa thành nitrit. Và lúc này đây, nước đun sôi để nguội chẳng những không còn an toàn mà còn làm nguy hại đến sức khỏe tính mạng của chúng ta. Đối với loại nước đun sôi được cất giữ lâu ngày, không thể tránh khỏi sự nhiễm khuẩn. Việc này làm tăng tốc độ phân hủy nitơ hữu cơ. Nếu uống nước đun sôi đã quá lâu ngày, có thể làm chậm vận chuyển oxy, gây ảnh hưởng đến chất lượng máu trong cơ thể. Ngoài ra, dù bạn uống nước đã đun sôi, nhưng nguy cơ bị nhiễm khuẩn vẫn giống như nước uống chưa được đun sôi. Các nhà khoa học đưa ra lời khuyên không nên đun đi đun lại nước đã đun sôi hoặc đun nước sôi quá lâu. Để bảo vệ sức khỏe bạn, chỉ nên đun lượng nước sôi vừa đủ để uống trong 24 giờ. Đặc biệt, không uống nước đun sôi để nguội lâu ngày vào buổi sáng, vì nước này dễ bị nhiễm khuẩn và biến chất. Thứ ba, không được uống nước muối. Rất nhiều người cho rằng nước muối loãng tốt cho sức khỏe, nên sử dụng nước muối loãng vào buổi sáng uống như một thói quen có lợi.
Thực chất đây lại là sai lầm đối với sức khỏe con người. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong quá trình ngủ, khi cơ thể bài tiết nhiều khiến lượng nước bị hao hụt trong cơ thể rất lớn. Vì vậy, thói quen uống nước muối loãng vào buổi sáng vô tình khiến các bộ phận cơ thể bị khô hơn, các mô máu bị cô đặc hơn, gây nên tình trạng khó lưu thông, hôi miệng và tổn thất huyết thương. Tất nhiên, uống nước muối có lợi cho sức khỏe, không phải suy nghĩ sai lầm, nhưng uống nước muối đúng thời điểm mới đem lại những lợi ích cho sức khỏe. Thời điểm buổi sáng uống nước muối không chỉ vô ích mà còn gây hại cho sức khỏe. Nước muối khi được uống vào buổi sáng có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Thứ tư, không uống các loại nước đóng chai. Nước uống đóng chai ngọt, mát trong tủ lạnh là lựa chọn của nhiều người. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, thời điểm sáng sớm, ngay sau khi ngủ dậy mà uống luôn nước đóng chai như các loại nước ngọt, cà phê pha sẵn, nước hương vị hoa quả, sữa bò đều không tốt cho sức khỏe. Nguyên nhân khiến các loại nước uống đóng chai khi uống vào buổi sáng không tốt cho sức khỏe vì các loại nước này đều chứa soda và chất tạo ga cũng như axit citric, nên trong quá trình chuyển hóa sẽ tăng tốc độ bài tiết canxi vào đúng thời điểm mức canxi trong máu thấp. Nước đóng chai không những không bổ sung nước cho cơ thể mà còn khiến cơ thể bị bệnh mất nước và điện giải. Thói quen uống nước đóng chai hàng ngày liên tục kéo dài trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể bạn bị thiếu hụt canxi nghiêm trọng, tình trạng loãng xương và các rối loạn khác. Ngoài ra, các loại nước trái cây tổng hợp như cà phê sữa đều không nên trở thành món đồ uống mà bạn nên lựa chọn. Các loại nước uống này đều ngon ngọt bắt mắt nhưng không đáp ứng được nhu cầu và có tác dụng cung cấp độ ẩm cần thiết cho cơ thể vào sáng sớm. Đặc biệt khi cơ thể bị thiếu nước thì sẽ càng khó hấp thụ tốt các chất gây hại cho dạ dày, gây hại cho sức khỏe. Vì thế các loại nước đóng chai chứa soda, chất tạo ga và axit citric nếu uống vào thời gian buổi sáng khi vừa tỉnh dậy đều không tốt cho sức khỏe. Và cuối cùng, hạn chế uống nước máy trực tiếp. Hiện nay theo quảng cáo có nhiều thiết bị hiện đại có thể lọc nước máy thành thứ nước có thể uống ngay được. Do đó, nhiều người có thói quen uống nước trực tiếp từ vòi nước máy. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe bởi sau một đêm, các chất kim loại có trong đường ống nước và vòi nước đã có phản ứng hóa học với nước, tạo thành chất gây ô nhiễm. Ngoài ra, các vi sinh vật trong nước cũng sinh sôi nảy nở qua một đêm. Vì vậy, nước đã qua một đêm sẽ trở thành loại nước gây hại cho sức khỏe, có chứa nhiều loại vi sinh vật cản trở quá trình hô hấp. Vậy, để bảo vệ sức khỏe, chúng ta không nên uống nước trực tiếp từ vòi nước sau khi ngủ dậy. Tốt nhất là hãy uống một cốc nước đun sôi để nguội trong vòng 24 tiếng. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, bạn nên tuyệt đối tránh xa 5 loại nước được liệt kê ở trên vào buổi sáng. Ngoài ra, mỗi sáng ngủ dậy, hãy uống một cốc nước ấm, không chỉ giúp thải độc cơ thể mà còn là thói quen có lợi cho sức khỏe. Quý vị thân mến, đâu đó tôi đã nghe được câu nói như thế này: người có thể làm chủ được buổi sáng thì mới có thể làm chủ được đường đời của mình. Buổi sáng thực sự rất quan trọng. Chúng ta trải qua buổi sáng như thế nào thì sẽ trải qua một ngày như thế ấy, và bản thân cũng sẽ trải qua một đời như vậy. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tự mình kích hoạt năng lượng tốt nhất cho một ngày làm việc đây? Hãy thực hiện ngay 5 việc dưới đây ngay sau khi thức dậy, chắc chắn bạn sẽ có một cuộc sống vô cùng viên mãn. Mời các bạn cùng chú ý đón xem. Tuân thủ 6 thói quen tốt làm mỗi buổi sáng sau khi thức dậy sẽ giúp bạn sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Thói quen thứ nhất, thức dậy chậm rãi vào buổi sáng. Nhiều người thường có thói quen bật dậy khi nghe tiếng chuông báo thức. Đây là một phản xạ tự nhiên thường có ở mỗi người. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu khoa học, thói quen này rất hại và cần phải thay đổi sớm. Trong khi ngủ, các hệ thống khác nhau của cơ thể ở trạng thái nửa ngủ. Khi đồng hồ báo thức kêu hoặc nó bắt đầu thức dậy, các hệ thống này vẫn chưa tỉnh giấc hoàn toàn, mà nó đòi hỏi cả một quá trình và khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, đừng vội vàng dậy. Sau khi thức dậy, bạn có thể nhắm mắt trong 2 đến 3 phút nữa.
sau đó ngồi dậy từ từ, duỗi chân, vươn vai và kéo căng cơ thể. Đường này không chỉ giúp cơ thể thức dậy một cách nhẹ nhàng mà còn tránh sự khó chịu ở các bộ phận cơ thể khác. Hoặc bạn có thể ngồi thiền ngay trên chiếc giường của mình. Việc này có thể giúp con người giảm đau, bớt căng thẳng một cách hiệu quả, cải thiện sự tập trung. Thiền có nhiều cách ngồi, nhưng bạn phải đảm bảo yếu tố thoải mái và thư thái. Tư thế ngồi thiền tiêu chuẩn là ngồi chéo chân, thẳng lưng và nhắm mắt. Sau khi ngồi xuống, hãy tập trung vào hơi thở, hít sâu, căng bụng, chậm chậm thở ra. Thói quen thứ hai, mở cửa sổ và hít thở không khí. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, việc mở cửa sổ buổi sáng mai không chỉ đón ánh nắng, làm sáng căn phòng mà còn thông gió và quan trọng giúp chúng ta sống khỏe mạnh hơn. Ánh nắng mặt trời cũng là nguồn vitamin D tự nhiên tốt nhất cho cơ thể, giúp tâm trạng luôn thoải mái cũng như giúp quá trình sản xuất serotonin, một chất hóa học tự nhiên trong bộ não và cơ thể có chức năng giữ cho tâm trạng được vui vẻ. Thói quen thứ ba, uống một ly nước ấm. Cơ thể sẽ mất một phần nước do quá trình trao đổi chất vào ban đêm. Nếu bạn không bổ sung nước kịp thời cho cơ thể vào buổi sáng, bạn sẽ rất dễ bị khô da. Uống một ly nước vào buổi sáng giúp bổ sung độ ẩm cho tế bào và giảm táo bón. Đồng thời nước ở nhiệt độ vừa phải cũng có tác dụng rất tốt cho việc đánh thức và nuôi dưỡng các cơ quan quan trọng trong cơ thể. Thói quen thứ tư, đi đại tiện, tiểu tiện kịp thời. Sau một đêm dài, bàng quang đã tích tụ đầy nước tiểu nên sẽ có cảm giác buồn tiểu. Nhưng vì sao việc này lại xếp ở vị trí thứ hai? Vì nếu lập tức làm trống bàng quang ngay sau khi thức dậy, sẽ dễ bị chóng mặt, thậm chí là gây ngất. Sau khi đi tiểu, chúng ta nên đi đại tiện. Những ai chưa có thói quen này nên tập. Ví dụ như ăn thực phẩm nhiều chất xơ như bắp cải, ngũ cốc thô, v.v. Tóm lại, sau khi thức dậy, dù không có cảm giác buồn đi đại tiện, cũng nên ngồi một lúc. Lâu dần sẽ tập được thói quen. Sau khi ngồi vài phút, nếu có thể thì đại tiện, còn nếu không thì đứng dậy. Đừng cố gắng dùng sức nặng, như vậy sẽ gây áp lực lên bụng, làm tăng huyết áp và nhịp tim, gây nguy cơ mắc bệnh thiếu máu cơ tim, đau tức ngực và nhồi máu cơ tim ở những người bệnh về mạch máu não. Thói quen thứ năm, đừng quên buổi sáng luôn là bữa ăn quan trọng nhất. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng trong cả ngày. Không ăn sáng hoặc ăn quá sơ sài khiến cơ thể không thể cung cấp đủ năng lượng, đường trong máu, gây cảm giác mệt mỏi, tinh thần không thể tập trung và phản ứng chậm chạp. Không ăn sáng lâu ngày sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng, thiếu máu, giảm sức đề kháng cũng như gây sỏi tỳ, sỏi mật. Vì vậy, nhất định phải ăn sáng. Thông thường, thực phẩm được phân làm 4 loại: ngũ cốc, thịt, các loại sữa, đậu và rau củ, quả. Nếu buổi sáng có đủ 4 loại này thì được xem là bữa sáng chất lượng, có đầy đủ chất dinh dưỡng. Tuy nhiên không nên đưa vào cơ thể quá nhiều thực phẩm giàu protein chất béo. Bữa sáng quá nhiều dinh dưỡng sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và tổn hại đến cơ thể. Thói quen thứ 6, nên tắm vào buổi sáng. Tắm vào buổi sáng là một thói quen tốt, ta nên duy trì. Thói quen này giúp bạn có thêm năng lượng. Một nghiên cứu chỉ ra rằng tắm buổi sáng giúp bạn rửa sạch độc tố cơ thể sản sinh khi đi ngủ vào ban đêm. Ngoài ra cũng giúp ích rất nhiều cho các bạn muốn làm đẹp cho tóc. Đặc biệt, tắm nước lạnh buổi sáng có thể tăng cường năng lực miễn dịch, phòng ngừa tăng huyết áp và bệnh tim mạch, giúp giảm bớt lo âu, đề cao khả năng sinh sản. Một số lưu ý sau đây cũng rất cần thiết với bạn vào buổi sáng sau khi thức dậy mà bạn cần phải chú tâm hơn. Các chuyên gia nha khoa khuyến cáo không nên đánh răng bằng nước quá lạnh hay quá nóng, vì các kích thích nóng lạnh đột ngột sẽ ảnh hưởng đến sự trao đổi chất bình thường của răng và nướu răng, dễ dẫn đến bệnh răng miệng, làm giảm tuổi thọ của răng. Các chuyên gia y tế Nhật Bản khuyên rằng nên sử dụng nước ấm 35 đến 39 độ C để đánh răng là bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe răng miệng. Thay vì sử dụng nước ấm, thông thường bạn có thể uống một ly nước chanh ấm.
Việc uống một ly nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng giúp làm sạch hệ thống tiêu hóa và đẩy nhanh sự trao đổi chất, đồng thời làm đẹp cho da. Để có kết quả tốt hơn, bạn có thể thêm một thìa mật ong để làm ngọt nước chanh. Bạn cũng nên hạn chế dùng điện thoại ngay sau khi vừa thức dậy. Tốt nhất, bạn nên tránh xa điện thoại trong vòng 20 phút đầu tiên sau khi vừa thức dậy sẽ giúp bạn tỉnh táo, bớt mệt mỏi và hạn chế được các tác hại đến da. Một ngày mới bắt đầu như thế nào sẽ quyết định chỉ số tâm trạng và sức khỏe cả ngày của bạn. Thay vì ngủ nướng hay vội vã ăn sáng qua loa, bạn hãy thức dậy và tự tạo cho mình những thói quen lành mạnh. Ngồi thiền, tắm bằng nước ấm hay uống nước chanh vào buổi sáng là những thói quen tốt bạn nên duy trì để cơ thể luôn khỏe mạnh. Ngoài ra, bạn cũng hãy chú ý tránh xa những loại nước không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là khi uống nhiều vào buổi sáng mà chúng tôi đã liệt kê trên đây để bảo vệ cho sức khỏe của mình tốt nhất nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.